Chào anh em nhé. Hôm nay mình mới hộp cho anh em cái món đồ dành cho xe hơi. Thì món đồ này mình vừa mới hộp vào là thế này. Trước đây khi mới mua xe năm 2015 thì mình có mua camera hành trình của Xiaomi. Sau đây thì cũ con nó phá quá nhưng nó hỏng mất. Bây giờ mình quyết định mua một cái camera hành trình mới. Thì sau khi tìm hiểu mình lựa chọn dòng này đây. Dòng 70 mai Dashcam Pro Plus. Thì cái dòng này trước đây những cái cách vài năm thì nó bán rất là chạy rồi. Thì bây giờ mình mới được mua về dùng thử. Bây giờ mình mở hộp cho anh em xem trong có những cái gì, và đồng thời lắp trên xe hơi thực tế nhìn hình thức và cũng như nội dung như thế nào. Thì mình trong video này mình sẽ nói với anh em luôn nhé. Nguyên siêu anh em nhé, mình mua của 70 máy flagship store. Đây cái hộp anh em nhìn qua này, hộp màu đen nhé, chỗ 70 máy cách điều màu đồng nhé. Đây là có cái thông số này, cái gì đây, đây là quay phim này, chức năng quay phim này, Ultra HD này, 2K, có kết nối với điện thoại anh em này, có cả cam trước cam sau, tức là anh em nếu mua thêm cái bộ cam sau nữa thì nó đồng thời luôn, dual channel, ghi đồng thời cả trước cả sau, và đặc biệt con này tích hợp GPS nhé, anh em nhé, có nghĩa là anh em có thể sử dụng camera để xem lại quá trình xe chạy. Mà không cần phải sim 3G 4G gì cả nhé. Trước này đây là cái hình cách điều của camera thật này anh em này. Cái tên của nó khá là dài này, 70 máy Dashcam Pro Plus cộng, Plus là cộng, nó cộng nữa, có nghĩa là cộng cộng. Bên em có gì cả, đây là cái tem đó, nhà phân phối và một số thông số nhé. Bây giờ mình mở hộp anh em xem nhé. Cái hộp này có bị đóng lại không, nó hộp xin của nó ấy. Tém có vẻ xin đấy nhá. Kia một xíu rồi anh em nhé. Đây hộp nó thế này, có tém gì đúng nhỉ, không có đúng không? Bì đừng chắc là sai chứng nhận, 70 mai làm rất là đẹp, nó cũng hệ sinh thái Xiaomi của nó làm cực kỳ xịn đấy nha. Thì trong này này, đây là cũng miếng mình dán tư anh em này, để dán lên kính xe. Nghe bảo hai miếng nó thấy có một miếng nha. Thường có một miếng xích cua để mình đổi xe để có thể dùng được. Rồi thấy có một miếng, không biết có miếng nào không, để quyền hướng dẫn sử dụng này. Đây nhá, bình thường mình thấy được hai miếng không một miếng, bình thường mình thấy được hai miếng và đây được một miếng nhá. Rồi chứ phải dùng rất là cẩn thận này, phải dán rất là chuẩn nhá. Rồi mai mình sẽ dán để cho anh em xem. Rồi cái nhân vật chính của chúng ta có gì nữa nhá, để đây gần nhá, biết đâu một miếng trong này được nên xem. Đấy, đây là cái để 30 nhau này, 30 để gắn vào cám nhá, treo lên xe. 30 đây. Đây có cái gai đây nha này. Bây giờ rất là thông minh, nó gắn đến trực tiếp kính luôn. Còn đây là cái này cái nẹp xe để chạy giấy nhá. Đây là cái giấy vẫn là micro USB dùng để cấp nguồn cho camera. Thì cái giấy này mình trong xe mình có rồi nhưng chắc chắn là mình sẽ không tháo ra đấy, vì mình có sẵn cái cám cũ dùng micro USB nhá. Đây nè, thì chắc là dòng Xiaomi đừng giống nhau, với camera trước mình cũng dùng của Xiaomi mà. Đây là cái bầu
cấp điện. Nhưng mà cái này mình cũng dùng cái tàu ăn cơ đây, tàu của mình 3 cổng đấy. Trên con cái tàu này chắc là mình cũng dùng đến nơi. Đấy. Tàu này thì Xiaomi tương đối xịn sò là nó cung cấp cho hai cổng, một cổng camera, một cổng anh em có thể sạc thêm một cái thiết bị khác. Còn cái cổng ăn cơ của mình, cái tàu ăn cơ mình có đến 3 cổng nữa. Trong này thì cho anh em nhé. Những cái gì ông dùng mình bỏ lại, mình sẽ bỏ lại này, giấy mình dùng mình bỏ lại luôn này nhá. À, cái này sẽ dùng, hai cái này sẽ dùng chắc chắn luôn. Bây giờ mình tháo camera ra cho anh em xem này. Đó, anh em thấy chưa? Thì đây là cái bản nhìn cái là biên bản quốc tế nha này, bản quốc tế là ghi đằng sau này này, nhá. Là chữ tiếng Anh, còn bản nội địa thì là chữ đó không phải tiếng Anh. À, thì đây chính là cái phần mà anh em sẽ gắn lên cái mặt kính xe ô tô, tức là cái camera của Xiaomi đời mới bây giờ ở 70 mai thì nó đặc biệt là nó gắn trực tiếp lên kính luôn mà. À, cho nên là nó rất là chắc. À, rồi còn đây là cái mặt cam anh em này. À, mặt cam ô răng lấy không có dán anh em, thường là cắm mới thì thường nó có một cái dán nó không thể dán này, không cầm phích nên anh em nhọc thật đấy. Rồi đây, đây là cái mặt cam này có chữ 70 mái này, hoàn thiện này cho nên là bằng giả kim loại màu trắng. Rồi đây là cái màn hình anh em này. Đấy, mình bọc luôn màn hình, còn xíu bọc xíu luôn đấy nhá. Màn hình này 2 inch, màn hình vuông. Đây là cái nút chức năng này, điều khiển này, các chức năng. À, bên đây thì nó khác với camera đời cũ mình nhé, thì nó có một là gì đây, một là đây này anh em nhìn nhá, một là cái đây là cấp nguồn anh em này, cấp nguồn này nha. Hai là thẻ nhớ này, micro SD này. Đây còn có thêm cái này nha này. Cái này chính là anh em cắm cái dây nối với camera 6, nếu anh em mua thêm cả camera 6. Nhưng mình không mua nên mình sẽ không có cái này. Mình cắm cái này, nhưng sau này mình có điều kiện hoặc là mình cần thiết mình lắp thì mình sẽ cắm vào đây để ghi hình trực tiếp cả hai camera luôn. Đó. Lên bên này thì như thế nhá. Bên dưới này thì không có gì cả. Đó. Này. Còn đây thì anh em có một cái lỗ nhỏ nhỏ đấy nhá, dùng để reset lại camera. Đây gọi đèn báo hiệu anh em này. À, đây là màn hình. Đấy. Đây là nội dung là như thế, máy mình sẽ gắn trực tiếp lên ô tô cho anh em xem nhá. À.